Trời ơi, chị nhìn thấy một cái kẹo to thế này, ăn được không? Ta có kẹo trên vai, đi tìm ma sao thôi. Ma sao ở đâu ra đây, ra đây, ra đây. Chưa ra, à, hay là mình đọc thêm một lần nữa nhé các bạn. Ta có kẹo trên vai, đi tìm ma sao thôi. Ma sao ở đâu ra đây, ra đây, ra đây, ra đây. Ta ở đây, ở đây, ở đây. What? Nó có cái gì đấy? Trời ơi, trời ơi, chị nhìn thấy một cái kẹo to thế này, ăn được không? Ngồi chi? Chị cần ăn đúng không? Đúng rồi. Sao em? Đi đâu? Kẹo gì đây? Kẹo gì mà to thế? Kẹo gì đấy? Mẹ em lại mua cho. Ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây. Làm sao? Bây giờ thì làm nào để được ăn? Đúng rồi, cái kẹo này thì em để cho mà. Nhưng mà chị không thuộc tiếng Anh đâu, chị đọc tiếng Việt được không? Được rồi. Em đọc tiếng Anh, chị dịch tiếng Việt. Rồi. Đúng rồi, nào, bây giờ chị xem. Chắc chắn là chị phải giành được cái kẹo này mới được. Pink. Đây. Màu hồng. Đúng rồi. Purple. Đây. Màu tím. Orange. Orange, cái này chị biết rồi bởi vì nó là quả cam. Ngày nào chị cũng uống nước cam. Đây rồi. Blue. Đây rồi. Chỉ có một màu xanh dừng ra trời rồi. Còn lại đây rồi. Thấy chưa, đây chị siêu chưa? Đấy, ố. Thế nhưng mà cái kẹo này, đây em là bằng cả bóng ấy. Một bóng á? Không phải kẹo à? Ờ à, sao em chỉ này cứ tưởng đây là cái kẹo, cái hoa ra là kẹo quả bóng á? Vì sao? Em chỉ làm như thế để chị học màu thôi. Đúng nào mất người ta học. Không sao, ăn kẹo này được, cho chị em mình ăn đi. Kẹo này cũng ngon mà đúng không? Mỗi đứa nào một cái nhá. Ăn xong hai chị em mình ra đằng kia chơi nhá. Xong rồi á, hôm nào á lại học tiếp, hôm nay á chị học thế thôi. À, kẹo ngon lắm, cho em ăn trước, cho em ăn trước. Nước ạ. Kẹo này cũng ngon mà. Ngon nhỉ, cho chị em mình ra đằng kia chơi đi. Ngon thế. Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn.